chị nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Gia đình đang quay MV thứ hai của anh Phú. Chào mừng ngày 8 tháng 3 nhá. Như nào? Ngày xưa à vua Hùng chứ. Ngày xưa mùng 8 tháng 3 mà không tặng quà cho vợ mà ta làm dỗ cho mùng 8 tháng 3 là thế nào. Xin chào tất cả mọi người nhá. Cúp cười thôi. Có anh em nào ấy để xong nào. Rồi. Đây nhá. Hello mọi người. Kim Đức Thuận nhá. Thuận Trần nhá. Đây. Chào bà con. Đây, dàn diễn viên là quá là đẹp. Không qua smell bạn này bạn gì nhỉ? Nam rồi. Đây, cái gì nhỉ? Phượng người ta. Phú Lê. Mình mà số 01 thì mình chọn cho mình. Gà nhá. Đây là cái gì, Quang Anh à? À, không. Phạm Tú này, Hùng Gà này vừa mới làm một bài thơ chửi vợ xong đấy. Không, Lộc Lì nhá. Kết bạn nhá. Dạ. Đấy, đang quay nhá. Đang cảnh quay nhá. Không cần. Chuẩn bị bật nhạc nhá. Ok chưa mọi người, quá tuyệt vời luôn. Chào mọi người nhá.